Xin chào các em đã đến với chương trình dạy học trên YouTube của trường Trung học phổ thông Khoái Châu. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Thu Hoài, là giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn của trường. Các em thân mến, trong hoạt động giao tiếp, đôi khi người nói, đôi khi những suy nghĩ thông báo của người nói đến với người nghe không dẫn dắt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu, bởi có những điều khó nói, việc tế nhị hoặc để tạo sự thâm sâu trong ý tứ. Như người xưa cũng từng nói, ý tại ngôn ngoại, tức ý ở ngoài lời. Hay nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết, hương bay ở chỗ vắng trầm, thơ vang ở chỗ bật câm ngôn từ. Tuy đó là những cách nói khác nhau, nhưng đều hướng về hàm ý, hàm ngôn. Vậy hàm ý là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào trong hoạt động giao tiếp? Cách tạo lập hàm ý và lĩnh hội nó ra sao? Điều này thực ra các em đã được học ở chương trình ngữ văn lớp 9. Trong tiết học ngày hôm nay, cô cho chúng ta thêm một lần nữa củng cố về kiến thức hàm ý thông qua bài thực hành về hàm ý. Các em từ sách giáo khoa ngữ văn 12 tập 2 trang 79 tìm hiểu tiết 61 bài thực hành về hàm ý. Ở bài học này, các em cũng cần lưu ý cho cô về mức độ cần đạt. Bài học thực hành về hàm ý nhằm củng cố và nâng cao kiến thức về hàm ý, cách thức tạo hàm ý và tác dụng của nó trong giao tiếp. Bài học còn giúp cho chúng ta có kỹ năng cảm nhận, phân tích hàm ý trong hoạt động giao tiếp và tạo hàm ý trong những ngữ cảnh thích hợp. Để tìm hiểu bài học này, thì trước hết cô cũng giới thiệu cho các em cấu trúc của tiết học này để các em có hệ thống tìm hiểu dễ hơn. Bài học này có 3 phần. Trước hết là chúng ta đi vào ôn tập về khái niệm hàm ý. Thứ hai là chúng ta làm bài tập thực hành trong sách giáo khoa để rút ra cách thức cơ sở tạo lập hàm ý và tác dụng của hàm ý. Phần thứ ba là vận dụng. Trước hết chúng ta cũng đi vào phần thứ nhất, ôn tập về hàm ý. Đây là tiết tiếng Việt. Mà các em biết rằng tiết tiếng Việt thường bao giờ chúng ta cũng đi từ những cái ví dụ cụ thể rồi sau đó thì mới rút ra kết luận, tức là đi từ trực quan sinh động cho đến tư duy trừu tượng. Vậy ở bài học này, cô cũng cùng với các em sẽ đi khảo sát ngữ liệu trước, sau đó thì chúng ta sẽ rút ra kết luận khái niệm về hàm ý sau. Cô có một số ngữ liệu sau. Ngữ liệu thứ nhất, trong hai câu sau, câu nào sử dụng hàm ý, cách tạo hàm ý trong câu, tác dụng của hàm ý. A. Cô có người yêu chưa? B. Bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Trong hai câu trên thì câu B là câu có sử dụng hàm ý. Ở đây là lời của chàng trai hỏi cô gái. Chàng trai không dùng cách nói trực tiếp mà sử dụng hình ảnh, dùng cách nói gián tiếp thông qua các hình ảnh biểu tượng mận, đào, vườn hồng. Hình ảnh mận ở đây là hình ảnh ẩn dụ để biểu tượng cho chàng trai, còn đào là hình ảnh ẩn dụ để chỉ cô gái, vườn hồng là hình ảnh ẩn dụ để chỉ tình trạng hôn nhân của cô gái, hay đó chính là cái cách để ngầm hiểu đó là cô gái đã có người yêu hay chưa, đã có chồng chưa, đã có người yêu chưa. Như vậy, từ những cái hình ảnh biểu tượng ẩn dụ này, chúng ta có thể thấy câu ca dao trên là lời ướm hỏi, lời tỏ tình của chàng trai một cách rất là kín đáo, tế nhị. Và nhờ có cái cách nói hàm ý này, làm cho lời nói của chàng trai trở nên ý vị hơn, hàm xúc hơn, tạo hiệu quả mạnh mẽ hơn so với cách nói tường minh ở ý A, đồng thời cũng thể hiện sự tế nhị tôn trọng cô gái của chàng trai. Như vậy, cùng hỏi về việc cô gái có người yêu chưa, muốn tiếp cận cô gái, muốn tỏ tình với cô gái, nhưng cách hỏi thứ nhất thì đây là cách hỏi tường minh. Nó sẽ khiến cho cô gái có thể xấu hổ, có thể thể hiện thiếu tôn trọng cô gái. Còn ở cách sử dụng hàm ý ở câu B thì người nói tỏ ra rất tôn trọng cô gái và cũng thể hiện cái sự thông minh khéo léo của mình trong cách tỏ tình.
Như vậy thì qua ngữ liệu một chúng ta thấy trong những hoàn cảnh, trong những cái ngữ cảnh nhất định, ví dụ như là trong cái việc khó nói hoặc là trong những cái lúc mà cần phải sự tế nhị thì chúng ta nên sử dụng hàm ý. Ở trường hợp ngữ liệu thứ hai, xét câu ca dao ngụ ngôn, chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ mới trả lời cả họ mày thơm. Các em hãy tìm hàm ý của câu ca dao này. Để tìm được hàm ý của câu ca dao này thì trước hết các em phải dựa vào ngữ cảnh giao tiếp, vào nghĩa từ minh của câu ca dao, dựa vào cả phương châm hội thoại để chúng ta có thể xác định được hàm ý của câu ca dao này. Trước hết về ngữ cảnh giao tiếp thì chúng ta thấy đây là cuộc đối đáp giữa chuột chù và khỉ. Thứ hai về nghĩa từ minh thì câu ca dao này dựa trên câu chữ thì chúng ta có thể hiểu được nghĩa từ minh đó là chuột chù chê khỉ hôi, khỉ đáp cả họ mày thơm. Nghĩa từ minh là nghĩa mà thể hiện trực tiếp trên câu chữ, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra. Còn về phương châm hội thoại thì ở đây người nói đã chủ ý vi phạm phương châm hội thoại, cụ thể đó là vi phạm phương châm về chất. Vi phạm phương châm về chất tức là người nói chủ ý nói không đúng sự thật, nói dối, nói bịa. Thế thì trong câu trả lời của khỉ, khỉ trả lời chuột chù cả họ mày thơm. Thế thực tế thì có đúng là chuột chù thơm hay không? Các em thấy đặt vào thực tế chúng ta thấy chuột chù là một loài vật rất là hôi, thế mà lại còn chê khỉ hôi. Như vậy cái câu nói của câu ca dao trên, người nói đã có hàm ý mỉa mai châm biếm chuột chù. Chuột chù đã hôi rồi lại còn chê khỉ hôi. Và hàm ý sâu xa hơn của câu ca dao này đó là dùng để châm biếm những người không thấy cái xấu của mình mà lại hay bới móc khuyết điểm của kẻ khác. Như vậy thì trong những cái ngữ cảnh nhất định hoặc là vì sự tế nhị hoặc vì để tạo sự thâm sâu trong lời nói thì chúng ta nên sử dụng hàm ý. Vậy thế nào là hàm ý? Chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, khái niệm về hàm ý. Ở lớp 9 các em đã học về khái niệm hàm ý rồi. Qua hai ngữ liệu vừa tìm hiểu, chúng ta cũng đã nhớ lại. Vậy hàm ý là gì? Hàm ý là những nội dung ý nghĩa mà người nói, người viết muốn thông báo đến người nghe, người đọc nhưng không diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu mà chỉ ngụ ý hay dùng cách biểu hiện gián tiếp để người nghe, người đọc tự suy ra. Để sử dụng hàm ý thì cần phải có những điều kiện nào? Các em cũng cần lưu ý, để sử dụng được hàm ý thì chúng ta cần phải có hai điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất, đối với người nói, người viết, người nói, người viết phải có ý thức đưa hàm ý vào câu nói và phải nắm được năng lực giải đoán hàm ý của người nghe. Tức là để đạt được hiệu quả, đạt được mục đích giao tiếp thì người nói phải dựa vào ngữ cảnh, vào các quy tắc giao tiếp để lựa chọn cách nói. Còn điều kiện thứ hai, đối với người nghe, người đọc, người nghe, người đọc trước hết cũng phải có năng lực giải đoán hàm ý. Người nghe, người đọc cũng phải suy ý trên cơ sở dựa vào ngữ cảnh giao tiếp, dựa vào nghĩa từ minh và dựa vào phương châm hội thoại để rút ra hàm ý. Và đặc biệt là còn phải có cả thái độ cộng tác thì mới có thể hiểu được hàm ý của câu nói hoặc của văn bản. Trên đây các em cũng đã nắm được khái niệm hàm ý. Vậy làm thế nào, cách thức nào để tạo được hàm ý? Chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, thực hành làm các bài tập trong sách giáo khoa, rồi chúng ta sẽ rút ra được các cách thức tạo lập hàm ý. Trước hết chúng ta đi vào bài tập 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới. Về đến nhà, A Phủ lặc quay ném được con bò xuống gốc đào trước cửa. Thái cha bước ra hỏi, mất mấy con bò? A Phủ trả lời tự nhiên, tôi về lấy súng, thế nào cũng bắn được con hổ này to lắm. Thái cha tay nói, quân ăn cướp làm mất bò tao. A Sử đem súng đi lấy con hổ về. Đoạn trích này được trích trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, các em cũng vừa được học ở ba tiết, học ba tiết trong phần đọc văn ở đầu kỳ 2
của chương trình ngữ văn 12. Hôm nay cô trò chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu tác phẩm này thông qua một cái đoạn trích dưới dạng bài tập thực hành về hàm ý. Ở bài tập này có các câu hỏi sau. A. Nếu căn cứ vào lời đáp của A Phủ đối với câu hỏi của bà cha thì 1. Lời đáp đó thiếu thông tin gì cần thiết đối với yêu cầu của câu hỏi? 2. Lời đáp đó thừa thông tin gì so với yêu cầu của câu hỏi? 3. Cách trả lời của A Phủ có hàm ý gì và thể hiện sự khôn khéo như thế nào? Trước hết chúng ta làm câu A. Nếu căn cứ vào lời đáp của A Phủ đối với câu hỏi của bà cha thì lời đáp của A Phủ có thiếu thông tin về số lượng bò bị mất. Bà cha hỏi mất mấy con bò thì A Phủ lẽ ra đáp là mất 1, 2 hay là bao nhiêu con. Nhưng ở đây A Phủ lại không nói rõ cái số lượng bò bị mất mà lại trả lời tôi về lấy súng, thế nào cũng bắn được con hổ này to lắm. Như vậy thì lời đáp của A Phủ ở đây có thiếu thông tin về số lượng bò bị mất và lại thừa thông tin về việc lấy súng đi bắn con hổ. Như vậy, cách trả lời của A Phủ có hàm ý. Và hàm ý đó, thứ nhất là A Phủ công nhận bò bị mất, bị hổ ăn thịt. Và cũng công nhận là mình có lỗi. Trong cách trả lời của A Phủ này, A Phủ đã khôn khéo lồng vào đó ý định lấy công chuộc tội. Và hơn nữa còn hé mở, hy vọng rằng con hổ này còn có giá trị hơn nhiều so với con bò bị mất. Con hổ này to lắm. Như vậy, trong lời đáp của A Phủ thì A Phủ đã chủ ý vi phạm phương châm nào để tạo ra hàm ý trong lời nói của mình? Đó cũng là câu hỏi B mà các em cần phải trả lời. Trong lời đáp của A Phủ thì chúng ta thấy A Phủ đã vi phạm phương châm hội thoại để tạo ra hàm ý. Cụ thể ở đây, Chí Phèo đã vi phạm phương châm về lượng, tức là vừa thiếu lượng tin cần thiết, lại vừa thừa lượng tin so với yêu cầu trong câu hỏi của bà cha. Tức là A Phủ chủ ý vi phạm phương châm về lượng tin để tạo ra hàm ý. Đây cũng là một trong những cách thức tạo hàm ý. Ngoài cách thức này ra thì còn có cách thức nào để tạo ra hàm ý nữa? Còn có cách thức cơ sở nào để tạo ra hàm ý? Chúng ta lại tiếp tục làm bài tập số 2. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi ở bên dưới. Những lúc như thế thì một người dẫu khôn ngoan cũng không bình tĩnh được, nhất là khi trông thấy một thằng chỉ đến vòi tiền uống rượu như Chí Phèo. Tuy vậy, cụ cũng móc sẵn 5 hào, thả móc sẵn để tống nó đi cho chóng. Nhưng móc rồi, cụ cũng phải quát một câu cho nhẹ người. Chí Phèo đấy hở, lẹ bé vừa chứ, tôi không phải là cái kho. Rồi ném bẹt 5 hào xuống đất, cụ bảo hắn. Cầm lấy mà cút, đi đi cho rảnh, rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à. Hắn trợn mắt chỉ vào mặt cụ. Tao không đến đây xin 5 hào. Thấy hắn toan làm dữ, cụ đành dịu giọng. Thôi cầm lấy vậy, tôi không còn hơn. Hắn bênh cái mặt lên rất là kiêu ngạo. Tao đã bảo tao không đòi tiền. Giỏi, hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế thì anh cần gì? Hắn sõng dạc. Tao muốn làm người lương thiện. Trích trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao. Ở đoạn trích cô vừa đọc, các em hãy tìm cho cô những câu nói có hàm ý. Và hàm ý của những câu nói đó là gì? Để tạo được hàm ý, người nói đã dựa vào cách thức tạo lời nào? Trước hết, ở lượt lời của bác Yến thì có những câu nói nào có hàm ý? Ở lượt lời 1, Chí Phèo đế hở, lè bè vừa chứ, tôi không phải là cái kho. Câu thứ nhất, tôi không phải là cái kho, là câu có hàm ý. Chí Phèo đế hở là một câu có hàm ý. Và ở lượt lời thứ hai, rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à, cũng là câu nói có hàm ý. Còn ở lượt lời của Chí Phèo thì có hai lượt lời đầu là câu nói có hàm ý. Tao không đến đây xin 5 hào, tao đã bảo tao không đòi tiền. Trước hết, ở câu nói của bác Kiến, tôi không phải là cái kho, có hàm ý gì?
Câu nói của bà Kiến chỉ nói đến cái kho, nhưng nói như thế là có hàm ý rằng tôi không có nhiều tiền của đến mức lúc nào cũng có thể cho anh. Ở đây, bà Kiến không nói trực tiếp mà thông qua một biểu tượng, đó là cái kho. Cái kho là để chỉ biểu tượng của những người nóng tiền nhiều của. Vậy ở đây, để tạo ra hàm ý của câu nói này, thì người nói đã chủ ý vi phạm phương châm cách thức, tức là nói không rõ ràng mạch lạc, nhờ có hình ảnh biểu tượng cái kho để nói bóng gió đến tiền của, để nhằm khẳng định, sẽ để nhằm mục đích phản đối việc vòi tiền của chị Phèo. Như vậy, để tạo được hàm ý trong trường hợp câu nói của bà Kiến đã vi phạm phương châm cách thức. Ở lượt lời thứ nhất và lượt lời thứ hai của bà Kiến có hai câu hỏi: chí Phèo đến ở rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à. Ở hai lượt lời này đều là dùng, bà Kiến dùng những câu hỏi nhưng không nhằm mục đích hỏi, không thực hiện hành động hỏi mà nhằm mục đích hô gọi người, hướng đến người nghe và nhằm mục đích cảnh báo, sai khiến, thúc giục chí Phèo làm mà ăn chứ không thể luôn biến xin tiền. Ở câu thứ hai, rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à. Như vậy, cả hai câu này đều là hình thức câu hỏi nhưng lại không thực hiện mục đích hỏi, không thực hiện hành động hỏi mà là để hô gọi, để thúc giục, để sai khiến, để cảnh báo. Vậy, để tạo nên hàm ý, người nói đã chủ ý sử dụng cái hành động nói gián tiếp để tạo nên hàm ý. Cô cũng dừng lại ở đây để giảng thêm cho các em hiểu được hành động nói là gì và hành động nói gián tiếp là như thế nào. Hành động nói là hành động mà chúng ta thực hiện bằng lời nói nhằm những mục đích nhất định, giống như là câu cầu khiến chúng ta dùng để đề nghị yêu cầu, câu cảm thán chúng ta dùng để bộc lộ cảm xúc, đối với câu hỏi thì dùng để cung cấp thông tin và biểu thị thái độ của người nghe. Thế nhưng trong một số trường hợp chúng ta dùng câu hỏi nhưng không phải để thực hiện cái mục đích là để nhằm cung cấp thông tin mà lại để thực hiện cái hành động nói khác, ví dụ như là có thể để phê phán, để ca ngợi, để cầu khiến hoặc là để khuyên nhủ, bộc lộ cảm xúc. Như vậy, hành động nói gián tiếp ở đây là sử dụng kiểu câu này nhưng lại thực hiện hành động nói khác. Quay trở lại với cả lượt lời của bác Kiến thì chúng ta thấy bác Kiến rõ ràng dùng câu hỏi nhưng không nhằm mục đích hỏi, không nhằm mục đích hỏi và cũng không thực hiện hành động hỏi mà nhằm mục đích khác, đó là mục đích hô gọi, mục đích cảnh báo, thúc giục, sai khiến. Trong cuộc sống thì chúng ta thấy mọi người cũng thường hay dùng hành động nói gián tiếp để tạo hàm ý cho câu nói của mình. Cô lấy ví dụ như là khi mà ngồi vào bữa cơm, khi vừa xới bát cơm lên, bố hoặc mẹ các em có nói nấu cơm hay nấu cháo đó, thì câu hỏi này không phải là nhằm để đợi câu trả lời là nấu cơm hay nấu cháo, mà mục đích của câu nói này là để thực hiện cái hành động nói khác, đó là để bộc lộ cái thái độ, cái cảm xúc của cái người nói, ở đây tỏ ý không hài lòng và có hàm ý là chê cái người nấu cơm hôm nay rất là vụng về, nấu rất là kém, nấu cơm cũng không ra cơm mà cháo cũng không ra cháo. Như vậy thì có hàm ý trách cái người nấu cơm không ngon, vụng về. Hay là ví dụ bố mẹ hỏi ông muốn ăn đòn không, thì câu hỏi này là dạng câu hỏi nhưng lại không thực hiện hành động hỏi, mục đích hỏi là đợi câu trả lời có ăn, muốn ăn đòn hay không muốn ăn đòn, mà thực tế là để bộc lộ cái cảm xúc, thái độ của mình. Ở đây các em phải hiểu là bố mẹ hỏi câu ấy tức là bố mẹ đang rất là tức giận, đang trách mắng chúng ta. Hay trong tác phẩm văn học cũng vậy, có rất nhiều nhà văn, nhà thơ cũng sử dụng hình thức đó là dùng hành động nói gián tiếp để tạo hàm ý và tạo tính hình tượng trong văn học. Cô lấy ví dụ như là trong bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của nhà thơ Chế Lan Viên. Nhà thơ Chế Lan Viên trong bài Tiếng Hát Con Tàu có viết: con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng, bạn bè đi xa anh giữa trời Hà Nội,
Anh có nghe pháo ngàn đang rú gọi ngoài cửa ô tàu đói những vành trăng. Đất nước mênh mông đời anh nhỏ hẹp, tàu gọi anh đi sao anh sao chửa ra đi. Trong cái đoạn thơ trên thì Chí Lan Viên có sử dụng hàng loạt câu hỏi nhưng không có nhu cầu được trả lời, mà dùng những câu hỏi ấy thực ra là để bộc lộ cảm xúc, để diễn tả cái sự trăn trở, thúc giục, mời gọi lên đường, về với Tây Bắc, về với nhân dân, về với cội nguồn cảm hứng sáng tạo. Đó là hành trình đi từ thung lũng đau thương ra cánh đồng vui, đến với ánh sáng và phù sa. Hay trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh cũng có đoạn: sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Ở trong đoạn thơ cô vừa đọc, Xuân Quỳnh cũng có sử dụng một loạt những câu hỏi, dùng câu hỏi nhưng Xuân Quỳnh cũng không có nhu cầu được trả lời, mà thực ra đó là một sự thú nhận chân thành trong hành trình đi tìm kiếm giải mã tình yêu, nhưng càng giải mã lại càng gặp sự bí ẩn. Như vậy đây là một trong những cái cách thức để tạo ra hàm ý nhiều nhà văn, nhà thơ và thậm chí trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng hay dùng cái cách này để tạo ra hàm ý. Đến đây các em cũng đã hiểu được hành động nói gián tiếp rồi. Hành động nói gián tiếp đó là dùng được câu này nhưng không phải để thực hiện hành động mục đích đó, mà để thực hiện hành động nói kiểu khác. Quay trở lại với bài tập 2, em phân tích tiếp lượt lời của Chí Phèo. Tao không đến đây xin năm hào, tao đã bảo tao không đòi tiền. Hàm ý của hai câu này đó là Chí Phèo muốn đòi cái khác. Cái khác ở đây được tường minh hóa ở lượt lời thứ 3 của Chí Phèo, đó là đến để đòi lương thiện. Như vậy, ở lượt lời thứ nhất và lượt lời thứ hai của Chí Phèo đều không nói hết ý đến đây để làm gì. Và cái phần hàm ý này được tường minh hóa ở lượt lời thứ 3 của Chí Phèo, tao muốn làm người lương thiện. Như vậy, cách nói ở hai lượt lời đầu của Chí Phèo đã không đảm bảo phương châm về lượng, hay nói một cách khác là người nói ở đây đã chủ ý vi phạm phương châm về lượng, lượng tin để tạo ra hàm ý. Và ngoài ra thì còn vi phạm cả phương châm cách thức, tức là nói không rõ ràng, không mạch lạc, vòng to khúc mở. Như vậy trong câu hỏi, trong câu nói của, trong câu trả lời của Chí Phèo, lẽ Chí Phèo không trả lời thẳng ngay đến để làm gì, mà úp úp mở mở đến lượt lời thứ ba mới trả lời tao muốn là người lương thiện. Như vậy để tạo ra được hàm ý trong hai câu nói này, Chí Phèo đã chủ ý vi phạm phương châm về lượng, lượng tin và phương châm cách thức, tức là không nói rõ ràng, mạch lạc. Như vậy qua bài tập số 2, em thấy được chúng ta có rất nhiều cách thức để tạo hàm ý. Và để hiểu hơn về các cách thức tạo hàm ý, chúng ta tiếp tục sang bài tập số 3. Đọc chuyện cười sau, văn hay. Một ông đồ ngồi cặm cụi viết, bà vợ đến bên cạnh bảo: ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không? Thầy đồ lấy làm đắc chí, cho là vợ khen tài văn chương của mình, ý văn dồi dào, giấy khổ nhỏ không đủ chép. Nhưng thầy cũng hỏi lại: bà nói vậy là thế nào? Bà vợ thong thả nói: ông chả biết tính toán gì cả, giấy khổ to bỏ đi còn gói hàng, chứ giấy khổ nhỏ thì làm gì được. Theo Chuyện cười những chàng ngốc, nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội năm 1993. Ở bài tập này, các em trả lời cho cô những câu hỏi sau. Ở câu hỏi thứ nhất, các em chọn cho cô phương án trả lời đúng nhất. Lượt lời thứ nhất của bà đồ: ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không? Có hình thức câu hỏi, nhưng thực chất là thực hiện hành động nói gì? Cô có 4 đáp án: A. Ngăn cản, B. Khuyên, C. Đề nghị và D. là khen. Như vậy bà đồ hỏi: ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không? Là hình thức câu hỏi, nhưng thực tế không phải để thực hiện hành động hỏi, không thực hiện hành động hỏi, không thực hiện mục đích hỏi, mà là nhằm mục đích để khuyên, nhằm hành động khuyên rất thực dụng. Vì sao bà đồ lại khuyên ông đồ lấy giấy khổ to mà viết có hơn không? Thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở câu hỏi số 2.
Ở lượt lời thứ nhất, bản đồ đánh giá như thế nào về văn chương của ông Đồ? Cô cũng có 4 đáp án. A. Khen tài văn chương của ông Đồ. B. Đánh giá cao tài văn chương của ông Đồ. C. Đánh giá thấp tài văn chương của ông Đồ. D. Không hiểu gì về tài văn chương của ông Đồ. Để chọn được câu trả lời đúng ở lượt lời này thì các em phải căn cứ vào toàn bộ câu chuyện và đặc biệt là phải căn cứ vào lượt lời thứ hai của bà Đồ. Lượt lời thứ hai của bà Đồ có nói: ông chả biết tính toán gì cả, giấy khổ to bỏ đi còn gói hàng, chứ giấy khổ nhỏ thì làm gì được. Như vậy, đến lượt lời thứ hai, chúng ta mới thấy câu nói thứ nhất của bà Đồ là có hàm ý. Ở đây, bà Đồ sở dĩ khuyên ông Đồ viết bằng giấy khổ to để khi bỏ đi thì còn có thể dùng để gói hàng được. Như vậy, câu nói này đã có hàm ý, đó là bà đánh giá thấp tài văn chương của ông Đồ. Bà không nói ra, nhưng mà bà cũng không tin tưởng hoàn toàn vào tài văn chương của ông. Ông viết nhưng có thể bị loại bỏ vì văn kém, chứ không phải như điều đắc chí của ông Đồ là ý văn dồi dào. Như vậy, bà Đồ tại sao lại không chọn cái cách nói thẳng mà lại chọn cách nói như trong chuyện? Đó là nội dung câu hỏi thứ ba. Vì sao bà Đồ lại không nói thẳng ý mình mà lại chọn cách nói như trong chuyện? Là vì còn nể trọng ông Đồ, vì muốn giữ thể diện cho ông Đồ, vì muốn không phải chịu trách nhiệm về hàm ý của câu nói. Cho nên bà Đồ đã chọn cách nói có hàm ý. Và để tạo ra hàm ý này thì bà Đồ đã sử dụng hành động nói gián tiếp. Từ những bài tập vừa tìm hiểu ở bên trên, các em thấy có những cách thức nào để tạo ra hàm ý và chúng ta sử dụng các cách thức như thế nào? Chúng ta sẽ sang nốt bài tập số 4. Qua bài tập trên, anh chị hãy xác định để nói một câu có hàm ý, người ta dùng những cách thức nào? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất. A. Chủ ý vi phạm phương châm về lượng trong giao tiếp. B. Chủ ý vi phạm phương châm cách thức. C. Sử dụng các hành động nói gián tiếp. D. Tùy ngữ cảnh mà sử dụng một hay phối hợp các hình thức trên. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Tùy theo ngữ cảnh mà có thể sử dụng một hay phối hợp các hình thức trên. Có thể quay trở lại ở cái bài tập trước, các em thấy ở trong lượt lời của Chí Phèo, lượt lời đầu và lượt lời thứ hai của Chí Phèo thì không phải chỉ sử dụng một cách để tạo hàm ý mà có sử dụng hai hình thức để tạo hàm ý. Một là vi phạm phương châm về lượng, tức là thiếu cái lượng tin cần thiết ở thời điểm của cuộc hội thoại. Và thứ hai là vi phạm phương châm cách thức, nói không rõ ràng để tạo ra hàm ý. Như vậy thì các em qua bài tập chúng ta mới thấy tùy vào ngữ cảnh mà chúng ta có thể sử dụng một hay phối hợp các hình thức trên. Như vậy, qua phần luyện tập chúng ta đã rút ra được kết luận, đã hiểu được các cách thức cơ sở để tạo lập hàm ý và hiểu được tác dụng của hàm ý. Cô nhắc lại, cách thức cơ sở để tạo hàm ý chúng ta có thể dựa vào hai cách thức. Một là có thể người nói người viết chủ ý vi phạm phương châm hội thoại. Thứ hai là người nói người viết có thể dùng hành động nói gián tiếp. Ở cách thức thứ nhất, đó là chủ ý vi phạm phương châm hội thoại, thì người nói người viết có thể vi phạm phương châm về lượng, tức là người nói có thể chủ ý nói thiếu hay thừa lượng tin cần thiết ở thời điểm diễn ra cuộc hội thoại của văn bản, của cuộc hội thoại hoặc của văn bản. Hoặc người nói người viết có thể vi phạm phương châm quan yếu. Phương châm quan yếu ở đây tức là người nói người viết chủ ý đi chệch đề tài của cuộc hội thoại của văn bản. Hoặc người nói người viết cũng có thể tạo ra hàm ý bằng cách là vi phạm phương châm về chất. Vi phạm phương châm về chất tức là chủ ý nói không đúng sự thật, nói dối, nói bịa. Và thứ tư, có thể người ta sử dụng cái cách tạo hàm ý bằng cách vi phạm phương châm cách thức, tức người nói có thể chủ ý nói không rõ ràng, mạch lạc, nói úp mở, mập mờ. Thế còn dùng hành động nói gián tiếp như cô đã nói ở trên, tức là chúng ta sử dụng
kiểu câu này nhưng lại không phải thực hiện hành động mục đích nói đó mà lại dùng để thực hiện hành động nói khác. Ví dụ như là sử dụng câu hỏi nhưng chúng ta không nhằm mục đích để hỏi, để cung cấp thông tin mà để phê phán, ca ngợi, cầu khiến, khuyên nhủ hoặc là bộc lộ cảm xúc. Như vậy thì tùy theo ngữ cảnh chúng ta có thể sử dụng một hay là phối hợp các cái cách thức trên để tạo ra hàm ý. Hàm ý có tác dụng gì? Thì qua bài học các em cũng phải rút ra được tác dụng của hàm ý. Hàm ý có tác dụng thứ nhất là tạo hiệu quả mạnh mẽ, sâu sắc hơn cách nói tường minh. Thứ hai, hàm ý còn giữ thể, tác dụng của nó còn nhằm để giữ thể diện cho các nhân vật giao tiếp và tính lịch sự trong giao tiếp. Thứ ba, hàm ý còn làm cho lời nói có quan hàm xúc, ý vị, hấp dẫn và giúp cho người nói, người viết không phải chịu trách nhiệm về hàm ý. Trên đây, cô giáo đã cùng chúng ta ôn tập, củng cố nhớ lại kiến thức về hàm ý, cách thức cơ sở tạo ra hàm ý, cách lĩnh hội hàm ý và tác dụng của hàm ý. Chúng ta về nhà tự luyện tập, tự biết cách tạo ra hàm ý và cũng biết phân tích các hàm ý trong các câu nói hoặc là trong các văn bản văn học. Để củng cố cho bài học này, các em sẽ chuyển sang phần ba la mã vận dụng. Ở phần vận dụng, cô có 3 bài tập. Bài tập thứ nhất, nối các cách nói có hàm ngôn ở cột trái với tác dụng của cách nói đó ở cột bên phải sao cho phù hợp. Câu thứ nhất, đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng, treo bừa đủ lá, đang sàng nên trăng. Đây là câu ca dao. Câu số 2, bao giờ trạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Cũng là câu ca dao. Câu thứ 3, dập dìu lá gió cành chim, sớm đưa Tống Ngọc tối tìm chàng khanh. Đây là câu thơ được trích trong tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du. Câu thứ 4, người ta thì chẳng được đâu, ừ thì ông cống làm châu thì làm. Em sẽ nối cách nói có hàm ngôn ở những cái câu mà cô vừa đọc với tác dụng của hàm ý ở cột bên phải. Thế hàm ý có nhiều tác dụng. A, có tác dụng hàm xúc tế nhị. B, người nói không phải chịu trách nhiệm về hàm ý. C, thể hiện được sự tế nhị khéo léo và lịch sự trong giao tiếp. D, có hiệu quả mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn trong cách nói trực tiếp từ mình. Các em xem ở mỗi một cái câu này nó có tác dụng gì trong khi mà sử dụng hàm ý. Thì chúng ta về nhà nối vào trong vở bài tập. Khi có tiết học, các thầy cô sẽ kiểm tra. Chúng ta sang bài tập số 2. Phân tích hàm ý trong cuộc hội thoại sau đây. Một anh chàng đang yêu say đắm một cô gái và thường xuyên đến chơi nhà cô ta. Một lần vừa vào đến nhà thì gặp ông bố cô gái, anh ta vội thưa: cháu đến hỏi thăm sức khỏe bác ạ. Ông bố nghe vậy liền nói: cái sức khỏe của tôi đang ngồi nấu cơm ở dưới bếp đấy. Chàng trai đỏ từ mặt. Đây là câu chuyện vui ngữ nghĩa của Nguyễn Văn Tứ, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 1996. Các em về phân tích hàm ý trong cuộc hội thoại đó, cũng phân tích vào trong vở cho cô. Bài tập số 3, các em tạo hàm ý cho các tình huống sau. Tình huống 1, một buổi tối Nam phải ngồi tiếp chuyện với một bạn trai khác lớp đến nhà để chơi. Thời gian đã khá muộn mà Lan lại chưa soạn bài văn ngày mai. Đặt trong tình huống này, em sẽ sử dụng hàm ý như thế nào? Tình huống 2, Lâm là một học sinh giỏi, lại thường giúp đỡ bạn bè, nên có nhiều bạn nữ quý mến, trong đó có Vân. Nhiều lần Vân cố tình đi nhờ xe Lâm. Một hôm khi về đến núi xe, Vân dặn: ngày mai cậu đón tớ từ nhà nhé. Lâm muốn từ chối nhưng chưa biết nói sao. Em hãy đặt mình vào hoàn cảnh của Lan và Lâm ở những tình huống trên, sử dụng cách nói hàm ý để nhắc nhở hoặc từ chối. Như vậy, bài học của chúng ta tạm dừng ở đây. Như chương trình trước đây thì bài thực hành về hàm ý có 2 tiết học, nhưng từ năm ngoái, theo chương trình tinh giản của bộ, bài học này chỉ còn 1 tiết học trên lớp. Do vậy, cái tiết thứ 2 của bài thực hành về hàm ý ở trang 99
trong sách giáo khoa ngữ văn 12 tập 2, các em sẽ về hoàn thiện vào trong vở cho cô. Khi nào có thời gian, các cô sẽ thu và chấm. Trước khi ngừng lời, cô xin được chúc, gửi lời chúc tới tất cả các em. Chúc các em học sinh khối 12 trường Trung học phổ thông Khoai Châu luôn mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý. Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp và đạt được nguyện vọng vào các trường đại học cao đẳng mà mình mơ ước. Trước khi ngừng lời, cô cũng xin mong muốn là chúng ta trong cái tiết học này, nếu như cô còn có lỗi gì thì các mong các em cũng bỏ qua cho, và chúc các em luôn mạnh khỏe, học tập tốt. Xin trân trọng cảm ơn các em đã tham dự tiết học. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.